Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, mỗi phần trên lòng bàn tay tượng trưng cho những khía cạnh khác nhau của con người. Có những biểu tượng hình dạng đặc biệt trên lòng bàn tay báo hiệu sự may mắn và ngược lại cũng có những dấu hiệu ám chỉ cho sự xui xẻo. Chúng tượng trưng cho những cảnh báo, khó khăn, chia ly, chuyện buồn hay vấn đề về sức khỏe. Để biết trên lòng bàn tay quý vị có những đặc điểm xui xẻo, nghèo khó này hay không, xin mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Một, các đường tay mờ, hỗn loạn, xuất hiện nét đứt gãy. Các chuyên gia xem tướng chỉ tay cho rằng đây là những dấu hiệu rất xấu. Thậm chí, ngay bản thân những người có các dấu hiệu này cũng khẳng định cuộc đời họ vất vả, long đong, lận đận và vô cùng xui xẻo. Thông thường, nếu một đường chỉ tay chính mờ, hỗn loạn hay xuất hiện nét đứt gãy thì là dấu hiệu xấu rồi. Nhưng nếu cả bàn tay đều xuất hiện một trong ba dấu hiệu này thì đó là người có số mệnh cực kém, mạt vận, bệnh tật quấn thân, có cố gắng lắm cũng chỉ đủ cơm ăn qua ngày. 2. Đường chỉ tay vận mệnh đứt đoạn. Đường chỉ tay vận mệnh hay còn gọi là đường cuộc đời, đường số phận. Vị trí của đường vận mệnh bắt đầu từ phần dưới cùng của lòng bàn tay, gần cổ tay và di chuyển dần lên ngón tay giữa. Đường vận mệnh chỉ những điều liên quan đến sự nghiệp, công việc, những tham vọng và định hướng trong cuộc sống. Đường này gián đoạn, không thẳng, đứt đoạn, hình dạng không theo quy tắc, cho thấy chủ nhân làm việc gì cũng qua loa đại khái, không có cách làm việc tới nơi tới chốn, luôn xảy ra tình trạng bỏ cuộc giữa chừng. Vận thế cuộc đời cũng do đó mà bị những ảnh hưởng nhất định. 3. Cổ tay nhiều đường vân chằng chịt. Chủ nhân của tướng tay mà có nhiều đường vân chằng chịt ở phần cổ tay hợp lại với nhau như dây xích, thường rất coi trọng vấn đề vật chất, thích theo đuổi hư vinh. Người này tuy biết tính toán cẩn thận nhưng lại hay do dự, không quyết đoán. Vì thế thường xuyên rơi vào cảnh thu không đủ chi, phải bôn ba khắp nơi để làm việc kiếm sống, kiếm tiền miệt mài để bù vào lỗ hổng kinh tế do chính bản thân mình tạo ra. 4. Dấu chấm trên đường chỉ tay. Đây là dấu hiệu khá ít gặp, thậm chí nhiều người không để ý vì chúng vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, dấu hiệu nhỏ này lại là đại diện cho những biến đổi quan trọng hay to lớn gây ra khủng hoảng. Nó cũng có thể biểu thị tình hình ốm đau, các mối quan hệ không lành mạnh hoặc nhiều điềm báo xấu, mối nguy hiểm trong cuộc đời chủ nhân. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu để mọi người dễ dàng đoán biết tình hình của bản thân. Bởi khi những không may qua hết thì dấu chấm cũng biến mất. 5. Gò kim tinh có vân hình lưới sâu và đậm. Gò kim tinh nằm ở đốt xương thứ 3 của ngón cái, nơi cơ thịt khá phát triển. Gò này là đại diện cho sự nhiệt tình với cuộc sống. Mức độ phát triển của nó trực tiếp phản ánh tinh lực và sức sống của một người. Nếu trên gò này có vân hình lưới sâu, đậm và rõ nét, cho thấy bất luận sự việc lớn nhỏ nào, người này đều phải tự tay mình làm. Một mặt vì họ không dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác không có ai nhiệt tình giúp đỡ. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của tướng tay vất vả, bôn ba đó đây để lập nghiệp.
người này luôn tự mình xử lý mọi việc, nhưng do thiếu tính quy hoạch tổng thể sẽ khiến cho sự việc dường như không được tiến triển tốt, giống như đầu voi đuôi chuột, hiệu suất công việc thấp, lúc nào cũng làm việc tất bật vất vả, nhưng đổi lại không gặt hái được thành quả như ý muốn. 6. Đường công danh nhiều nhưng có đường phân nhánh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một đường vân dài song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này xuất phát từ ngón áp út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó gặt hái được những thành công gì cho sự nỗ lực đóng góp của mình. Nếu trên đường công danh có rất nhiều đường phân nhánh nhỏ kéo dài ra, biểu thị chủ nhân là người rất rộng rãi, ham học hỏi, chịu tiếp thu tri thức ở các lĩnh vực khác nhau. Nhược điểm của họ là thiếu tính nhẫn nại, hầu như là không kiên trì được đến cuối cùng, do đó họ khó mà đạt được kết quả thực sự, trải qua không ít lần thất bại mới có thể tiến tới thành công. Quý vị và các bạn thân mến, thật xem chỉ tay và xem tướng bàn tay có thể phản ánh vận mệnh trong tương lai của bạn. Theo nhân tướng học, nếu bạn có những dấu hiệu sau trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ giàu sang phú quý. Và những yếu tố nào trong lòng bàn tay giúp tạo nên một tướng bàn tay giàu có? Phú quý tài lộc sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Đường chỉ tay giàu có dấu hiệu chữ M trong lòng bàn tay. Những ai mà lòng bàn tay có hình dạng giống như chữ M rõ nét thì chứng tỏ đây là người có tiền. Chữ M được tạo ra từ đường đời, số mệnh, trí đạo và tâm đạo, nên nếu lòng bàn tay có hình chữ M, dự báo bạn sẽ là người giàu sang phú quý. Nếu chỉ tay đường số mệnh chạm vào đường thái dương, báo hiệu bạn sẽ giàu có. Nếu một nhánh của đường số mệnh chạm vào đường thái dương cũng báo hiệu bạn là người giàu sang và có tên tuổi trong xã hội. Còn nếu trên bàn tay xuất hiện ký tự đuôi cá cuối đường đời thì đây là dấu hiệu quý hiếm, chỉ ra cuộc sống thịnh vượng, không lo thiếu tiền của. Bên cạnh đó, nếu bạn quan sát thấy đường thái dương của bàn tay chia làm 3 nhánh thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có mối quan hệ rộng rãi trong xã hội, và chính nhờ những mối quan hệ lớn này bạn sẽ ngày càng giàu sang và sung túc hơn. 2. Lòng bàn tay hồng hào, da rẻ mượt mà. Những ai có lòng bàn tay hồng hào, da rẻ mượt mà thì đó là dấu hiệu cho thấy người đó có thân thể khỏe mạnh, khí sắc tốt, ít bệnh tật, nguyên khí dồi dào. Mà khí sắc tốt thì vận khí tốt, mà vận khí tốt thì đường công việc làm ăn cũng thuận lợi dễ dàng hơn. Hơn nữa, những ai da rẻ mượt mà cũng cho thấy đó là người nhàn hạ, sung sướng, chẳng lo vất vả hay cực khổ, không phải làm lụng nặng nhọc bằng những công việc vận dụng chân tay, mà thường làm việc vận động trí óc, ngồi mát mà thu nhập cao lại thoải mái hơn. 3. Cung điền trạch đầy đặn. Cung điền trạch nằm bên dưới ngón cái. Vị trí này tượng trưng cho sản nghiệp, nhà cửa, đất đai. Nó phản ánh hoàn cảnh sống của một người. Cho nên muốn biết bạn có giàu sang hay không thì cần xem xét vị trí này. Nếu cung điền trạch ở lòng bàn tay đầy đặn, thậm chí nhô cao, điều này chứng tỏ gia cảnh của bạn rất tốt. Bạn sẽ sớm có sự nghiệp cho riêng mình và sống sung túc đủ đầy. Nếu cung điền trạch của bạn đầy đặn và hồng hào,
điều này chứng tỏ bạn sẽ sở hữu khối tài sản đất đai có giá trị. 4. Đường tài vận rõ và thẳng. Đường tài vận còn gọi là đường thủy tinh, là đường ngắn nằm dọc ở gò thủy tinh, gốc ngón út. Đường tài vận rõ và thẳng chứng tỏ nguồn tài vận tốt. Nếu có lòng bàn tay này, bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền. Nếu bàn tay có gò thủy tinh hồng hào và nổi cộm, chứng tỏ bạn có tài năng kinh doanh và gặp nhiều cơ hội hái ra tiền. Gò thủy tinh kiểm soát tiền tài, gốc ngón áp út kiểm soát tình duyên, danh tiếng, may mắn. Nếu đường tài vận xuất hiện giữa gò thủy tinh và gò thái dương thì bạn sẽ có nguồn lợi lớn từ bất động sản. 5. Đường chí đạo sâu và rõ ràng. Người có đường chí đạo sâu và rõ ràng thường làm việc gì cũng toàn tâm toàn lực, có khứu giác nhạy bén của một thợ săn. Chỉ cần xác định được con mồi, họ nhất định sẽ dùng mọi cách để có được nó. Chính vì vậy, họ rất dễ đạt được thành công. Nếu đường chí đạo xuất phát từ đường sinh đạo phát triển dài, rõ và đậm, thì trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, họ sẽ tràn đầy tự tin, đam mê. Họ sẽ nỗ lực kiếm tiền để có được cuộc sống tốt đẹp. Quý vị thân mến, sẽ không có một dự đoán nào về tương lai luôn hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, cách nhìn thấy điều sắp xảy đến dựa vào sự thay đổi của lòng bàn tay người xưa ở một góc độ nào đó vẫn có sự chuẩn xác nhất định. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.